Phần 4. Sáng tạo sự nghiệp của mình. Người đàn ông trước tuổi 35 phải đội trời đạp đất, lập chí tạo sự nghiệp huy hoàng, làm cho sự nghiệp và cuộc sống hài hòa rực rỡ. 32. Xây dựng lý tưởng và mục đích sống. Con người hơn kém nhau là ở chỗ biết đặt ra mục tiêu sống và hướng tới mục tiêu ấy. Cho nên muốn thành công trước tuổi 35, người đàn ông phải xây dựng mục tiêu sống của mình trước tuổi 30. Lý tưởng và mục tiêu là ngọn đèn pha trong cuộc đời người đàn ông. Nó chiếu sáng hôm nay, chỉ hướng tương lai. Sự nghiệp thành công của người đàn ông trước tuổi 35 cần bắt đầu từ việc xây dựng lý tưởng và mục đích lâu dài, lớn lao. Người đàn ông xuất sắc luôn nắm vững sứ mệnh sống của mình, luôn có lý tưởng hoặc hy vọng. Cuộc sống vĩ đại bắt đầu từ ước vọng, tức là nghĩ mình muốn làm gì hoặc muốn trở thành gì, tưởng tượng ra tiền đồ rõ ràng cho mình, lấy nó làm mục tiêu, theo đuổi một cách kiên trì, dũng cảm. Không ít người suốt đời như kẻ mộng du, dao động không có mục tiêu. Hàng ngày họ sống theo nếp cũ quen thuộc, chưa bao giờ tự hỏi đời mình cần làm gì. Họ không nhận ra vai trò của mình vì họ không có mục tiêu. Langston Hughes viết, nhanh nhanh nắm vững lý tưởng, vì hễ lý tưởng bay mất thì cuộc đời giống như con chim non gãy cánh, không làm sao bay lên được. Browning từng viết, con người phải theo đuổi mục tiêu mà mình nhắm đến đầu tiên, nếu không mục đích tồn tại của con người là gì? Người đàn ông trước tuổi 35 hãy mơ tưởng vĩ đại, đặt mục tiêu vĩ đại để thực hiện lý tưởng của mình. 33. Vạch kế hoạch hành động. Sau khi đề ra mục tiêu, bạn phải biến mục tiêu thành kế hoạch hành động cụ thể. Mỗi mục tiêu đều phải phân giải sao cho hành động hiện tại liên hệ với nguyện vọng, ước mơ tương lai của mình, làm cho mục tiêu có cơ sở hành động hiện thực. Nếu không thực hiện ngay bây giờ, có thể nguyện vọng của bạn khó thành. Sau khi đề ra mục tiêu cho mình, dù đó là mục tiêu lớn hay nhỏ, bạn cũng dễ dàng thấy hiệu quả không ngờ. Đề ra mục tiêu sẽ khiến chúng ta phải khẩn trương cố gắng để hoàn thành. Trước tuổi 35, bạn phải bắt tay vạch kế hoạch hành động cho mình. Nếu bạn tìm việc thì phải viết sơ yếu lý lịch, gọi điện tìm việc, dự phỏng vấn. Nếu bạn tìm cơ hội đầu tư thì phải chú ý vào ngành nghề mình chọn, giao thiệp nhiều với những người liên quan đến lĩnh vực này, đọc nhiều tạp chí chuyên ngành để tìm cơ hội. Nếu bạn muốn chủ tăng lương thì phải phân tích tình hình của mình, tìm người có thể dễ dàng giúp bạn thực hiện mục tiêu này, tìm mọi cách đưa ra căn cứ tốt nhất, chứng minh chủ sẽ được lợi sau khi bạn được tăng lương. Nếu là nhà doanh nghiệp trẻ thì phải dốc mọi nỗ lực để phát hiện thị trường mới, lợi dụng thị trường hiện có hoặc giảm giá thành. Bước quan trọng nhất là chuẩn bị kế hoạch hành động tuần tự tiệm tiến, liệt kê chi tiết mục tiêu của mình. Bất kể nảy ra vấn đề hay trở ngại nào, bạn phải kiên trì đến cùng theo kế hoạch đã định. Hơn nữa, phải học cách điều chỉnh giỏi. Khi xuất hiện kế hoạch tốt hơn thì làm sao vận dụng kế hoạch này, đó cũng là nội dung cần tìm hiểu. Khi xuất hiện khả năng có thể thất bại, bạn hãy kiên quyết bỏ kế hoạch này. Khi vạch kế hoạch phải theo đuổi nghiêm túc, cẩn thận và linh hoạt. Nên nhớ rằng, đa số người thất bại là do họ vội vã từ bỏ sau khi gặp trở ngại hay vấp ngã lần đầu tiên. Cho nên, nếu đứng trước sự lựa chọn thì hãy kiên trì theo kế hoạch đã định đến cùng. Tất cả những người thành công đều làm như vậy. Muốn thực hiện kế hoạch, có thể bạn phải mạo hiểm. Mạo hiểm có thể khiến bạn cảm thấy không yên tâm, nhất là khi lần đầu xác định mục tiêu và vạch kế hoạch hành động cho mình thì cảm giác này càng mạnh. Bất cứ sự thay đổi nào đều đưa đến lo lắng nhất định, nhưng bạn đừng sợ, cứ vững bước tiến lên. Trong hồi ký của mình, Lee Aker bình luận, việc mạo hiểm nhất định là cần thiết, tôi biết như vậy không thích hợp với tất cả mọi người. Có người dù trời nắng đẹp nhưng không có ô thì không ra khỏi cửa. Điều không may là khi bạn còn mãi tính toán đến tổn thất thì thế giới không dừng lại chờ. Có khi bạn phải nắm thời cơ, sửa chữa sai lầm trên đường tiến lên.
Điều cần lưu ý là trước tuổi 35, bạn không nên đề ra quá nhiều mục tiêu một lúc vì sẽ khó thành công. Nhưng hy vọng trở thành người giỏi về một lĩnh vực nào đó và có thu nhập cụ thể trong thời gian nào đó không phải là hai mục tiêu, vì hai nguyện vọng này liên quan mật thiết với nhau. Một năm vạch ra khoảng 2 mục tiêu là hợp lý nhất, ví dụ trở thành chuyên gia về lĩnh vực nào đó, có được thu nhập nhất định hoặc tìm được công việc mới. Như vậy không có nghĩa không nên đặt mục tiêu dài hạn. Đề ra mục tiêu 5 năm, liên hệ tự nhiên mục tiêu hàng năm lại, vẫn không mất đi ý tưởng tốt. Nhiều người thành công còn đề ra mục tiêu cả đời. Tôi biết cả đời tôi phải dốc sức vào sự nghiệp này là nhận thức tỉnh táo của nhiều người đàn ông thành công. Tại sao không học tập họ? Hãy nghĩ xem làm sao để sống cả đời, phải trở thành người như thế nào? Không nên hạn chế mình, hãy để sức tưởng tượng của bạn tự do bay bổng. 5 năm, 10 năm, 25 năm sau, bạn hy vọng trở thành người như thế nào? Bạn ước mơ cuộc sống ra sao? Bạn hy vọng công việc gì? Trước tuổi 35, bất kể tình hình trước mắt ra sao, bạn đều có thể thực hiện ước mơ của mình. Biết việc tương lai không xa của mình sẽ có cái lợi đặc biệt, làm tăng sức sống cho mục tiêu ngắn hạn của bạn. Vạch kế hoạch cho cuộc sống có thể khích lệ, thúc giục con người phấn đấu. Nó có thể mang lại thành công cho mọi mặt cuộc sống của bạn. Song cần nhớ phải luôn duy trì tính linh hoạt, vì cuộc sống không ngừng đòi hỏi phải thích ứng và điều chỉnh. Trong quá trình khai thác tiềm năng của mình, bạn càng trở nên tích cực, càng mạnh dạn, kế hoạch sẽ càng lớn lao, càng xích gần tới hàng ngũ những người đàn ông thành công. 34. Thử làm nhiều việc. Trước tuổi 35 là thời kỳ tích lũy kinh nghiệm. Nếu bạn chưa rõ hướng phát triển sự nghiệp của mình thì hãy thử làm nhiều việc, tiếp xúc một số ngành nghề, thông qua việc chuyển đổi công việc để phát hiện ra sở trường của mình, từ đó dễ dàng xây dựng sự nghiệp. Chúng ta khó có thể nhận biết được sở trường, sở thích của mình trong một thời gian ngắn, khó có thể chọn đúng hướng đi cho cuộc đời qua một vài công việc đầu tiên. Chỉ có qua rèn luyện của thực tiễn xã hội, người ta mới dần dần tìm ra ngành nghề thích hợp. Chọn việc mình thích, yêu việc mình chọn chính là điều kiện mang lại hạnh phúc. Đối với đa số người không thể có được hạnh phúc này thì khó khăn không ở hai việc chọn và yêu, mà là chọn đi chọn lại, cuối cùng mới cảm thấy không hợp, không biết mình yêu thích nghề gì. Không nên nhẹ dạ quyết định trước khi làm rõ mình thật sự cần làm gì, thích làm gì. Hãy thử, hãy thể nghiệm cẩn thận, từ đó nghiệm chứng giá trị quan của mình rồi mới quyết định. Đương nhiên, thử nhiều thì giá phải trả cũng lớn, nhưng vẫn tốt hơn là không thử, đã đưa ra quyết định sai lầm hoặc do dự không quyết định. Có thể bạn đã làm nhiều việc trước khi tìm được công việc mình thích. Quá trình tìm tòi như vậy tưởng như lãng phí tuổi xuân. Nhưng nếu mỗi bước đi đều suy nghĩ, lĩnh hội cẩn thận thì cuối cùng sẽ tìm được công việc thật sự thích hợp. Điều sợ nhất là trong quá trình tìm tòi này không chịu dốc sức, đứng núi này trong núi nọ, không thể đi sâu thể nghiệm niềm vui và cảm giác có thành tựu trong công việc. Còn có một tình trạng cực đoan khác là quá coi trọng thù lao và sự tán thưởng, chỉ cố tranh giành sự khẳng định của người khác, miễn cưỡng hoàn thành sự kỳ vọng của người khác, làm việc không thích thú cũng khổ sở như lấy người không hợp, khó bền lâu. Cây di chuyển thì chết, người di chuyển sẽ sống. Ở đây không có nghĩa là khuyên bạn xoay lung tung như rắn không đầu, mà khuyên bạn hãy linh động, mắt nhìn bốn hướng, tai nghe tám phương, linh hoạt xoay chuyển, khi cần xung phong thì xung phong, khi cần xoay đầu thì quay đầu. Đừng nên giày vò mình, lãng phí tuổi thanh xuân, cần sớm quyết đoán xây dựng cơ nghiệp cho mình. 35. Làm việc mình thành thạo nhất. Ai cũng mong muốn mình được làm công việc phù hợp với chuyên môn, vì như vậy có thể làm một cách thành thạo và hiệu quả. Kỳ thực, làm việc mình thành thạo nhất, không bó hẹp ở loại công việc hoặc sự việc cụ thể nào. Người đàn ông cần chuyên tâm xây dựng niềm tin rõ ràng này.
Hầu hết đàn ông đều mong mình trở thành nhân vật xuất chúng, ước mơ thành công, hy vọng được thi thố tài hoa, năng lực được khẳng định, có danh dự địa vị của cải. Song đáng tiếc là rất ít người làm được như vậy, nhất là đàn ông trước tuổi 35 lại càng ít. Qua nhiều ví dụ thực tế cho thấy, thành tựu của một người bắt nguồn từ sự đầu tư chú ý của người đó đối với công việc, cố gắng và trả giá một cách tự nguyện. Nhưng người đàn ông muốn thu được thành công thực sự thì cần ghi nhớ nguyên tắc, mỗi người cần chọn công việc mà mình thạo nhất. Làm việc đúng sở trường của mình giống như nhà nước chọn sách lược phát triển kinh tế vậy. Hai là nguyên tắc giá thành thời cơ, cần tập trung vào điều mình đã chọn, dốc toàn lực để thực hiện. Thứ ba là nguyên tắc hiệu suất, thành quả công tác không ở chỗ thời gian làm việc bao lâu, mà ở chỗ hiệu quả thành công có cao hay không, giá trị kèm theo thế nào. Như vậy, cố gắng của mình mới không bỏ phí, mới có thể đạt được thù lao và thu hoạch cao. Khi làm công việc mà mình thạo thì hiệu suất sẽ tăng lên nhiều. Bạn đừng bao giờ xem thường mình, hãy tin khả năng của mình là có 1-2. Có thể bạn đang hoàn thành một việc lớn, sẽ có ngày bạn thật sự trở thành người xuất chúng. Vững vàng chắc chắn cũng là tính cách quý giúp bạn thành công. Khi còn trẻ, mỗi người đàn ông đều phải lập chí. Có người muốn làm nhà khoa học, nhà phát minh hoặc đại thi hào, ai nấy đều có lý tưởng cao. Xã hội cần rất nhiều nhân tài, song nếu bạn chỉ biết ngưỡng mộ thành tựu của người khác hoặc bắt chước việc người khác làm, ít khi nhìn lại mình, sau đó vạch ra mục tiêu, dốc toàn tâm toàn lực để làm. Thực tế, đi một ngày đàn, học một sàng khôn, từng bước tích lũy tài năng mới là một trong các nhân tố để người đàn ông đi đến thành công. Không thể thích ứng với công việc là sự thất bại lớn nhất của người đàn ông. Quả đúng như vậy, sự lo âu, hối hận và buồn tủi của nhiều người đàn ông đều do không coi trọng công việc gây ra. Những người đàn ông kém vui vẻ thường là những người không yêu thích công việc hàng ngày của họ. Có thể thấy, người đàn ông muốn có thành tựu thì không thể một mực chạy theo mốt, chỉ làm những công việc hấp dẫn, thu nhập hậu hĩnh hoặc người khác ưa thích. Nếu liều lĩnh làm việc mình không thạo thì xác suất thất bại sẽ tăng lên rất nhiều. Người đàn ông thông minh trước tuổi 35 không nên gặp chăng hay chớ nữa. Hãy học cách chọn lựa công việc như người đàn ông thành công nhằm phát huy sở trường của mình. 36. Học kiến thức cần thiết từ công việc. Trước tuổi 35 mà bạn học được những kiến thức cần thiết từ công việc của mình thì tỷ lệ thành công lên đến 80%. Tinh lực và thời gian của con người có hạn. Người đàn ông muốn thành công thì trước tuổi 35 cần cố gắng học tập và không ngừng củng cố các kiến thức cần thiết về ngành nghề của mình. Trước tuổi 35 là giai đoạn tích lũy kiến thức, sau tuổi 35 là giai đoạn phát triển sự nghiệp. Học các kiến thức cần thiết về ngành nghề mình làm không phải là việc đơn giản, phải bỏ công sức và thời gian mới có được. Câu chuyện ngụ ngôn về Linh Dương và Sư Tử có ý nghĩa rất sâu sắc. Linh Dương và Sư Tử sống trên thảo nguyên mênh mông châu Phi. Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên Linh Dương nghĩ là ta phải chạy nhanh hơn sư tử, nếu không ta sẽ bị tiêu diệt. Sư tử cũng nghĩ, muốn có được món ăn ngon thì hôm nay ta phải chạy nhanh hơn Linh Dương, nếu không ta sẽ chết đói. Thế là trên thảo nguyên bao la luôn xảy ra cuộc vật lộn sống chết. Cuộc vật lộn đó đã thể hiện quy luật tự nhiên, khỏe thắng, yếu thua hết sức rõ ràng. Đây là thời đại cạnh tranh quyết liệt. Trong thế giới này, nếu không cố gắng học tập thích ứng thì sẽ bị xã hội đào thải. Nội dung học tập rất rộng, lớn như nguyên tắc cơ bản, nhỏ như hành vi và kỹ năng cụ thể. Nhưng theo thể chế giáo dục hiện hành thì giáo dục ở nhà trường còn xa mới thích ứng với sự phát triển thay đổi từng ngày từng giờ của xã hội. Cho nên, muốn học tập thì phải học trong thực tiễn xã hội. Người đàn ông trước tuổi 35 hãy học mọi kiến thức cần thiết về ngành nghề của mình qua công việc, nếu không sẽ bị quy luật cạnh tranh đào thải. 37. Thái độ làm việc chững chạc.
Mỗi người thành công đều trải qua quá trình làm công, nhưng thái độ làm việc khác nhau sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Nếu trước tuổi 35 bạn còn phải làm công để sống thì chúng tôi cần cho bạn biết rằng cần có thái độ làm việc chững chạc. Nếu yêu nghề không chỉ làm việc vì đồng lương mà còn làm việc với tư cách người chủ thì bảo đảm sẽ có lợi đối với bạn. Đa số người mới bước vào xã hội làm việc đều là vì tiền, song như vậy chẳng có vấn đề gì lớn. Anh bỏ tiền ra, tôi bỏ sức ra là hợp lý. Kỳ thực mỗi người đều vì bản thân mình. Người yêu nghề thì có thể qua công việc học được nhiều kinh nghiệm hơn người khác, mà các kinh nghiệm này chính là bàn đạp để phát triển. Cho dù sau này làm nghề khác thì phương pháp làm việc cũng mang lại ích lợi. Vì thế, người coi trọng công việc của mình thì làm bất cứ ngành nghề gì cũng dễ thành công. Nhiều người bẩm sinh có tinh thần yêu nghề, bất cứ công việc gì hễ nhận làm là dốc hết công sức, nhưng đa số là phải qua bồi dưỡng và rèn luyện mới có được tinh thần này. Song, chúng tôi phải cho bạn biết, nếu tự thấy thiếu tinh thần yêu nghề thì nhân khi còn trẻ phải rèn luyện tinh thần yêu nghề, làm việc trong công ty với thái độ người chủ, dần dần bạn sẽ có thói quen yêu nghề. Sau khi luyện được thói quen yêu nghề có thể không mang lại cái lợi tức thì và khả quan cho bạn, nhưng có một điều có thể khẳng định, người không rèn luyện được thói quen yêu nghề thì thành tựu sẽ không đáng kể. Vì thái độ làm việc qua loa, thiếu trách nhiệm đã ăn sâu vào ý thức và tiềm thức, bất cứ việc gì cũng đều tùy tiện làm thì khó thu được kết quả tốt. Nếu sau tuổi 35 mà vẫn vậy thì sẽ hỏng cả đời. Cho nên làm việc tận tâm hiện tại là vì chủ sử dụng lao động, về lâu dài chính là vì mình. Một khi luyện được tinh thần trách nhiệm và trung thành cao độ trong công việc thì sẽ trở thành người đáng tin cậy, có thể được giao trọng trách. Lười biếng là hành vi ích kỷ, có hại đối với công ty, nhưng liệu có ích đối với cá nhân không? Nhiều người làm công thường tỏ ra đối lập với công ty, với chủ, họ thường phải làm việc trong tình hình bắt buộc, như vậy sẽ gây thiệt hại cho cả phía doanh nghiệp và bản thân bạn. Nếu bạn toàn tâm toàn ý cố gắng làm việc thì sẽ thấy khả năng làm việc từng bước được nâng cao, như vậy bạn sẽ cảm thấy vui vì sự trưởng thành của mình, đồng thời tiền lương của bạn cũng sẽ được trả xứng đáng. Vì nỗ lực làm việc sẽ tạo ra thành quả cho chủ, người chủ sẽ ghi nhận và tìm cách báo đáp. Nhưng trong công tác, một số người thích giở trò khôn vặt, nào là đi làm trễ về sớm, nào là nói chuyện phiếm trong văn phòng, nào là mượn cớ đi công tác để đi chơi, nào là tranh thủ tìm cách lấy tiền của công ty. Loại người này có thể trót lọt nhất thời nhưng khó có thể thành công. Cho nên, người đàn ông trước tuổi 35 không nên làm việc chỉ vì tiền lương, nếu không tiền lương sẽ che mắt mất tầm nhìn, vô tình, vô hình trói buộc mình với đồng lương để mất nhiều cơ hội. Sau cùng, nếu bạn muốn có thành tựu thì trước tuổi 35 phải làm việc với thái độ của người chủ. 38. Nắm thời cơ thể hiện tài năng. Thời cơ luôn được coi là nhân tố quan trọng liên quan đến thành công hay thất bại. Đối với người đàn ông trước tuổi 35, điều quan trọng hơn khi làm việc là phải nắm vững thời cơ để thể hiện tài năng, vì chỉ có chớp lấy thời điểm này mới làm cho mọi người thấy được sự khác biệt giữa bạn với người khác. Sự nghiệp của đời người giống như vở kịch trên sân khấu, động tác và lời kịch khi diễn phải dựa vào tài năng của diễn viên. Sự nghiệp cũng vậy, việc thể hiện như thế nào đều là phải dựa vào công sức của chính mình. Trong quan hệ công việc không phân thắng thua, thăm hỏi, chiêu đãi, hội đàm, tặng quà đều là thời cơ, thậm chí uống với nhau ly rượu cũng phải xem là thời cơ, vì chỉ có thời điểm đó mới có thể làm cho mọi người thấy được sự khác biệt giữa bạn với người khác. Sở dĩ Chaplin Charlie, bậc thầy hài kịch có thể thành danh hài là vì ông nắm vững thời cơ tốt nhất để thể hiện tài năng của mình. Một lần khi mới quay được một nửa vở kịch, đạo diễn bỗng nghĩ ra điều này hét lớn. Này, cảnh này có nên xuất hiện vai hài không?
Lúc này Chaplin Charlie mới là diễn viên không tên tuổi. Ông mặc quần thụng dề lớn, đeo râu, chiếc mũ cao bồi móc trên gậy tiến tới trước mặt đạo diễn. Ông nắm vững thời cơ tốt nhất để thể hiện sự tài hoa, vì thế trở thành danh hài nổi tiếng. Nắm vững thời cơ, thể hiện tài năng, coi xã hội là sân khấu của đời mình, người đàn ông như vậy mới dễ dàng đi đến thành công. Không chỉ nói chuyện mà làm việc cũng vậy, nghĩa là khi chúng ta thể hiện mình không cần lệ thuộc vào số lượng mà cơ bản nhất là hiệu quả thực tế. Ở thời điểm quan trọng, nếu có thể thể hiện mình, nắm chính xác thời cơ thể hiện tài năng sẽ hơn cả hàng ngàn lần thể hiện bình thường. 39. Ham muốn làm giàu. Trước tuổi 35 là thời kỳ tạo lập sự nghiệp, vì ở độ tuổi này con người đang dồi dào sức khỏe, tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng, hoài bão. Bạn mong muốn trở thành người giàu có thì hãy hạ quyết tâm làm giàu, không có ham muốn làm giàu mãnh liệt thì sẽ không có động lực lớn. Một phát hiện lớn của thế kỷ 20 là nhận thức có thể điều khiển hành động. Suy nghĩ như thế nào sẽ hành động như thế ấy. Nếu luôn luôn nghĩ, suy nghĩ và khát khao làm giàu thì sẽ điều động mọi năng lượng của mình để theo đuổi việc làm giàu, khiến mọi hành động, tình cảm, cá tính, tài năng của mình luôn xoay quanh việc làm giàu. Đối với những thứ mâu thuẫn với khát vọng làm giàu thì sẽ ra sức khắc phục, loại trừ. Đối với những thứ hỗ trợ cho việc làm giàu thì sẽ cố gắng mở rộng. Như vậy, qua nỗ lực và điều tiết lâu dài, bạn sẽ trở thành người ham muốn làm giàu, biến nguyện vọng làm giàu thành hiện thực. Ngược lại, nếu bạn không thực sự khao khát làm giàu thì một khi vấp ngã, liền nản lòng, lòng ham muốn làm giàu bị ức chế, nhạt dần, sau cùng không còn hoài bão, chẳng làm được việc gì. Trong quyển sách Suy nghĩ làm giàu, tiến sĩ Shearer lần đầu tiên chỉ ra 5 bước thiết thực biến khát vọng thành vàng. 1. Xác định số của cải mình kỳ vọng có một cách rõ ràng. 2. Quyết định xác thực sẽ nỗ lực thế nào và trả giá ra sao để có được số tiền mà mình mong muốn. 3. Quy định thời gian cố định phải kiếm được tiền theo yêu cầu trước thời gian này. 4. Vạch kế hoạch khả thi để thực hiện lý tưởng của mình, nhanh chóng hành động để thực hiện kế hoạch. 5. Hàng ngày đọc nội dung kế hoạch đã viết, một lần trước khi đi ngủ, một lần sáng sớm trước khi dậy khỏi giường, khi đọc phải cảm nhận và tin tưởng mình đã có số tiền này. Lịch sử và thực tiễn đều có thể chứng minh sức mạnh của niềm tin và lòng ham muốn có thể nâng con người từ địa vị thấp lên tầng lớp thượng lưu, khiến người nghèo trở thành người giàu, khiến người thất bại trở nên thành công, khiến người tàn phế có được niềm tin và sức khỏe. Sức mạnh của lòng ham muốn có thể biến việc không thể thành có thể, nhất là người đàn ông trước tuổi 35 mà có lòng ham muốn càng mạnh thì khả năng thành công càng lớn, càng gần tới mục tiêu thành công. 40. Sáng lập sự nghiệp. 25 đến 35 tuổi là giai đoạn giàu tính sáng tạo nhất của con người. Rất nhiều người thành công đều đặt nền móng trong giai đoạn này. Người đàn ông trước tuổi 35 cần tận dụng thời cơ tốt, sức sáng tạo để sáng lập sự nghiệp. Nếu trong thời gian này mà do dự không tiến thì sẽ mất thời cơ tốt nhất để sáng lập sự nghiệp. Bạn cứ làm công ăn lương thì khó mà có cơ hội phát tài. Muốn làm giàu phải tự sáng lập sự nghiệp, làm ông chủ. Khi đã chủ động đứng ra kinh doanh làm chủ thì sẽ có nhiều cơ hội phát tài. Điều quan trọng là biết nắm lấy thời cơ. Hiện nay, nhiều người có chí thoát khỏi tầng lớp làm công, tự mở xí nghiệp, nhưng cũng có nhiều người chỉ tưởng tượng chứ không thực sự bắt tay thực hiện. Trước tiên, bạn cần xem xét động cơ mở xí nghiệp. Nếu vì không muốn suốt ngày phải nghe theo mệnh lệnh của người khác, vì hy vọng được tự do, tự tại hơn, hoặc vì không được người khác thừa nhận, bị người ta xem thường, mới nghĩ đến ra làm riêng, thì bạn hãy sớm quên ý tưởng này đi. Vì đây không phải là lý do chính đáng, chỉ là một số lý do để từ bỏ vị trí làm việc trước mắt. Nếu vì muốn phát tài thì đây là mục tiêu rất tốt,
đáng nỗ lực vì nó. Song động cơ chủ yếu của bạn nếu chỉ có vậy thì e rằng vẫn không đủ giúp bạn vượt qua những năm tháng vất vả bước đầu lập nghiệp. Hầu hết những người mở xí nghiệp thành công chỉ ít có một phần động cơ là họ cảm thấy nếu không đích thân thử nghiệm sẽ ân hận suốt đời. Chỉ có như vậy mới khắc phục mọi khó khăn trở ngại. Ngoài ra, trước khi lập xí nghiệp phải suy nghĩ kỹ mới hành động, khéo léo phác thảo kế hoạch lập nghiệp của mình, tuyệt đối không qua loa đại khái đối với nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến lập nghiệp, vì bước đầu hoặc trong cả quá trình phát triển xí nghiệp, có thể các nhân tố này gây trở ngại cho sự nghiệp của bạn, khiến bạn bỏ dở giữa chừng. Người đàn ông trước tuổi 35, nếu có ước mơ, có cố gắng thì nhất định sẽ thành công. Hãy mạnh dạn sáng tạo sự nghiệp, sớm khai thác tiềm năng của bản thân, thực hiện ước mơ công thành danh toại. 41. Tinh thần hợp tác. Ba người thợ da vượt qua Gia Cát Lượng nhấn mạnh sức mạnh của sự hợp tác. Một chiếc đũa dễ bẻ gãy, một bó đũa thì khó bẻ gãy, cũng thể hiện sức mạnh của sự hợp tác. Chỉ có đi con đường hợp tác để đạt tới cục diện cả hai cùng thắng mới là sự lựa chọn đúng. Giỏi hợp tác là thành công. Sức mạnh của cá nhân có hạn, còn sự liên hợp có thể làm cho mình lớn mạnh lên. Sáu nước liên hợp chống lại nước Tần trong lịch sử cổ đại đã bảo vệ lẫn nhau khi sự liên hợp rạn nứt liền bị nước Tần hùng mạnh tiêu diệt. Vì vậy, người đàn ông trước tuổi 35 phải giỏi hợp tác với người khác để đưa tới cục diện cả hai cùng thắng. Sự giao lưu và hợp tác giữa con người với con người trong lịch sử nhân loại luôn chịu ảnh hưởng của nguyên tắc trò chơi tổng bằng không, có nghĩa là chỉ việc trong trò chơi người chơi có thua có thắng, thắng của bên này chính là thua của bên kia, tổng thành tích của trò chơi luôn bằng không. Nguyên tắc trò chơi tổng bằng không khiến lợi ích của trò chơi hoàn toàn nghiêng về một bên. Sự vẻ vang của người thắng thường đi kèm sự nhục nhã và cay đắng của kẻ thua. Trong nguyên tắc tổng bằng không, hai bên không thể duy trì quan hệ giao lưu lâu dài vì không ai muốn trả giá bằng cách gây tổn hại cho mình lâu dài để duy trì quan hệ hai bên. Ngày nay, tốc độ phát triển kinh tế tăng nhanh, khoa học kỹ thuật tiến bộ, toàn cầu hóa và môi trường ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, quan niệm trò chơi tổng bằng không đang dần dần được thay thế bởi quan niệm cả hai cùng thắng. Người ta bắt đầu nhận thấy lợi mình không nhất thiết xây dựng trên cơ sở hại người. Dù trong cạnh tranh có thua có thắng, người ta cũng ý thức được thông qua ganh đua để có thể nâng cao ý thức, tăng sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sự tiến bộ chung về thể chất và tinh thần của loài người. Song, muốn đạt được cả hai bên cùng thắng, đòi hỏi các bên phải có tinh thần hợp tác chân thành, không được giở trò khôn ranh. Muốn chiếm lợi ích của đối phương trong hợp tác, cần tuân thủ nguyên tắc trò chơi, nếu không sẽ không có cục diện cả hai cùng thắng, rốt cuộc cả hai bên đều thiệt hại. 42. Vượt qua trắc trở đi đến thành công. Người đàn ông thật sự dũng cảm trước tiên phải chịu đựng được thất bại trong hành trình xây dựng sự nghiệp, có niềm tin kiên định, ý chí gang thép vượt qua mọi khó khăn trắc trở, ngẩng đầu trước thất bại sẽ dẫn đến thành công. Không ai luôn luôn thuận buồm xuôi gió trên đường đời, ai cũng từng gặp chông gai trắc trở, không ở lĩnh vực này thì ở lĩnh vực khác trong cuộc sống. Về học tập, không phải người nào cũng được ghi tên bảng vàng, về hôn nhân không phải ai cũng hạnh phúc suốt đời, về sự nghiệp càng khó có được thành tựu lớn lao, ngay cả các vĩ nhân cũng từng đôi lần thất bại, nếm vị đắng cay. Người ta thất bại là do nhiều nguyên nhân, hoặc là xưa nay không chuyên tâm học tập, không nắm vững kiến thức cần có, không có cơ hội, hoặc nhỡ bước tạm thời, hoặc qua loa sơ ý, hoặc tự kiêu tự đại, coi thường tất cả, hoặc có người ngấm ngầm phá hoại. Là người đàn ông mang nặng trách nhiệm trên đôi vai, nếu gặp thất bại thì bất kể do nguyên nhân khách quan hay chủ quan, đều phải chịu đựng và cố gắng vượt qua.